Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tony. Clip ngày hôm nay mình sẽ làm clip về khẩu AUG băng giá này nhá. Đọc tên tiếng Anh mỹ miều thì nó là AUG, AUG. Nói chung cứ đọc là AUG Ice, đọc là AUG băng giá hay còn gọi là 44 khẩu 44 băng giá như kiểu trong Hotline ấy. Trong Hotline thì cái khẩu 44 này ấy, nó bán rất là sướng. Nhưng mà vào trong bản xe Mobile China thì nó hơi bị củ chuối tí. Bắn nó cứ kiểu gì, mình thấy nó cũng kiểu gì, nói chung là nó cũng ngu người. Đấy, các bạn nào mà nâng cấp mấy kia kiểu thiên phú là tăng độ chính xác rồi nói chung là giảm giật rồi linh ta linh tinh xoèng thì bắn khẩu này nó còn đỡ đấy. Ở đây mình không có VIP mà nên không thể kích đạn cho khẩu này được. Rồi xong 1.3, ở bên kia thì đi theo team, bên mình đi nẻ hết. Vừa đi nằm về. Hôm nay là ngày 14, mai là 15 rồi. Sao hết tháng 1, gần hết tháng 1 rồi. Quanh quẩn như vậy thôi mà chưa gì. Vừa đi đón giao thừa hôm 1 xong. Hôm nay đã tận 14 rồi. Qua 2 tuần rồi, nhanh thật đấy. Chả mấy mà xuống mồ. Quanh đi quẩn lại, chả mấy xuống mồ. Bom rơi ở hẻm A, hình như trong A hay hẻm A thì đấy. Mình sẽ đi móc từ B nhá. Cái khẩu này thì mọi người đi cầy AI ý. Cầy AI thì sẽ ra mảnh rất là nhiều. Cầy trong mấy kia gọi là gì nhỉ? Boss thế giới ra rất là nhiều. Thì ác chính của mình thì có tận 6-7 khẩu này cơ. Điều này, ý trong A này, tôi bỏ mẹ rồi. Nó gọi đồng đội vào tôi bỏ lại. Úi giời, chơi nhưng lại một em. Tôi hết đạn, thằng nào chết là bố. Rồi hay lắm, bố ơi. Ấy bố ơi, ông nội đã thắng rồi. Còn một em nữa thôi. Cố lên. Còn mấy chục giây nữa. À, có thể chân thần mít chạy vào này. Không biết nó canh mít không. Đây này, con lợn đây rồi. Con lợn đây rồi, chạy đồ cho thoát. Cầm ngắm à? Hình như là cầm 3Z mùa xuân này, cầm ngắm gì đấy. Cầm 3Z thì sao ấy. Như mình cũng đã nói rồi, cái khẩu này bắn thì nó cũng rất là ngu người. Nói chung là để mà so với cả AK thường thì khẩu này mình thấy nó không bằng với khẩu AK thường đâu. Cái chế độ ngắm quần của nó cũng chả đáng bao nhiêu đâu. Chỉ còn gần hơn một tẹo teo thôi. Thôi em cứ canh móc ở đây, ở bên kia theo team hay đẩy lắm. Chỉ có cầu mong đi này, chỉ có cầu mong là đồng đội đừng có đẩy. Đồng đội không đẩy để mình đỡ phải chết, để mình đỡ phải gánh. Gánh thì chỉ gánh được 1-2 ván thôi, chứ gánh bảo cả 4-5 trận thì làm sao mà gánh được. Cái khẩu này em nhìn bên ngoài nó rất là đẹp nhá. Trên đen, thân thì xanh. Mà mỗi tội đặc trưng được Việt hóa. Bởi vì cái trên thân súng nhỉ, vẫn có hai cái chữ chữ Hán này. Chữ Hán kìa. Ấy, không biết bạn nào bạn làm hiểu chữ Hán thì hai chữ ấy dịch là gì không biết. Rồi, đồng đội mình chết hết rồi, cứ bình tĩnh thôi. Hay. Mình thử đi móc hầm xem. Hầm không ai canh nhở? Mấy ông đồng đội cứ thích đấu làm cái gì nhở? Đúng rồi, bom xa mít đi. Xong cái gì đi vào hầm B cũng đang được nè. Rồi hay lắm. Cái khẩu này bắn thì nó cũng khá là đồng. Tiếng bắn của nó nhá, khá là êm. Nhưng mà mình có cảm giác cái tâm đuổi của nó ấy, nó không được như ý. Ui, hồi sinh này, đấy, ngắm gần này, chả được, chả đáng bao nhiêu. Thôi, nói chung là cũng có là được, có dùng là được rồi. Bắn thì khá là đầm, trông nó cứ như kiểu là hầu như là không giật ý. Có móc hay sao ấy. Móc hầm hay sao ấy. Bom rời đây. Xem có nào canh nhà không, Bom rơi ngay cửa hai kiểu. Ôi, tôi xong rồi. Ôi nó lên tận nhà mình, nó ngắm Gambit này. Kinh quá. Cố lên đồng đội ơi, cố lên. Đồng đội mình chết là đều. Có mỗi mình từ nãy giờ ăn được 4 kill. Còn đâu là toàn 1.2 hết. Để B đi, xem có nào để B không. Không có nào để B. Ui, có. Cho quả bom này. Ui giờ là con slip thôi. Xong em chạy, em cầm bom em chạy. Em cầm bom chạy thôi. Bảo rồi đi team mà nó lợi thế rất là nhiều.
Đấy thấy chưa? Một phát này. Một phát là còn 2 với 5 thôi. Cầm cổ này trên tay lại không có tự tin lắm. Bắn khéo lại sắp mà lời cổ. Rồi hay lắm. 5 với 1 thì không chột thì cũng bị chịch. Rồi mình đang cố ngồi đây. Vào đây không, vào đây không, vào đây không, vào đây không. Cao, cao mít này, lên cao mít này, đây này, đây này, đây này, đây này. Anh đây các bạn, đây này, anh đây các bạn, rồi chết đi. Có một em đuổi, có một em đuổi, có một em đuổi, có một em đuổi, có một em đuổi. Đuổi đi, đuổi vào đây, come on baby, vào đây. Vào đây. Thôi xong rồi. Rồi ôi, còn có một máu, một HP vãi trưởng. Đuổi tiếp này, đuổi tiếp này, đuổi tiếp này, đuổi tiếp này. Thôi còn này chết rồi, chết 100% rồi. Ôi, hai anh thằng này. Hai anh thằng nó lùa như lùa, lùa vịt này. Đấy mọi người xem đam mà mình bắn thì mọi người cũng có thể thấy rồi đấy. Đam tầm gần tầm trung thì nó dao động từ 29 cho đến 30 HP. Đấy còn tầm xa thì mình cũng chưa để ý. Mọi người xem thì mọi người tự đánh giá nhá. Lần trước thì mình cũng đã ý. Xa thì cũng toàn từ 20, 23 cho đến 29. Tùy vào địa, tùy vào chỗ mà mình bắn trúng địch. À vào đây các bạn đi. Có một thằng ở trong này, có một thằng ở trong này. Vào bên không, vào bên không, vào bên không. Vào đi nào. Wow, đi này. Rồi, lên, lên. Rồi rồi. Úi, trốn đây này, trốn đây này. Trốn, trốn đây này, trốn. Úi, trốn gì út. Ôi vãi trường, mờ mờ ảo ảo, chẳng như cái chẳng như cái gì cả. Chết hết rồi này. Đồng đội mình lại lùi tiếp này. Chết hết rồi. Trời ơi, bị bắn. Rồi, hay lắm. Bị địch nó lùa như lùa vịt này. Lùa vịt như lùa vịt cả đống này. Rồi, ông này không bỏ slip đi, bắn trượt rồi. Đấy, tầm 1.4. Chết đều ông này. Đấy, chết tầm 1.4 này. Đấy, đồng đội mình có một cái gọi là cái rất là đoàn kết. Cái gì cũng phải sống chết có nhau. Đi đâu cũng phải sống chết có nhau. Ăn thì cũng cùng ăn, mà chết thì cũng cùng chết. Nó đẩy mít này. Một thằng đẩy mít, hai thằng đẩy mít này. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Còn anh em cần ăn HP à? Còn có mỗi 2 HP này bắn cái gì? Đam mê tí. Bố này bố cầm bom, bố nằm vỏn HP. Kéo bị sờ nít bắn cho mất chim ấy. Đang bắn nhau à? Đang bắn nhau à? Đang bắn nhau này. Đấy, biết ngay mà. Nhìn cái ông sờ quát này. Chết tươi rồi. Trong hầm 1 nè. Mình có tí máu này, nó chỉ cần quẩy, chỉ cần hít phải cái hơi đạn thôi là mình cũng đã đủ chết rồi. Chứ chưa nói là đạn nó găm mọi người. Thôi, em cứ chờ đồng đội về. Cứ chờ đồng đội cho nó vào, cho nó bắn nhau đi. Xong rồi mình có gì mình sẽ móc, chứ 2 HP vào nó bắn chết. Đó, em đang đâu. Này, mày bên trái đúng không? Ui, ui. Ấy biết ngay mà, thằng này có tận 100 máu rồi này. Trời ơi. À không phải. Thằng này nó vừa giết mình, nó không hiện lên các bạn chưa? Không phải, chắc thằng này yếu. Mình đồng đội mình bắn phát hết luôn này. Không phải, cứ tưởng là còn 100 máu cơ. Còn 100 máu thì dễ thua lắm. Cố lên, cố gắng lật kèo nào. 2-3 rồi, máy của 3 bây giờ 2-3 rồi. Thôi, cho gấu nổ xong em lùi. Lùi. À, xem có nào móc không. Nay thì đẩy, úi, móc này. Mày quá chết rồi. Tên là gì kia, Bạch Mã. HP Bạch Mã. Ây, hôm nay mang theo hai có tiếng súng này, có tiếng súng bên phải. Có tiếng súng bên phải này. Một là trong hầm, hai nào núp ngay chỗ cửa hầm ấy. Nghe thấy rồi nhá, nghe thấy rồi đấy. Đây này, trội chạy đi đâu được. Ngồi bắn thì xác định em chết rồi. Vào A đi. Let's go, vào A đi anh em ơi, vào A đi. Ui, cao A. Hay lắm, bị đồng đội mình bắn chết rồi. Bom đi, bom A đi anh em ơi, bom A. Thôi, em đứng đây thôi. Đứng đây canh bom thôi. Hay lắm, đồng đội mình đang có vẻ tiến triển rồi đấy. Lại từ 1-4 chuyển thành 1-1 1-1-3-4 rồi đấy.
khá là ok. Mít này, mít này, phải không? Ui nó vào này. Ui vai trưởng mày thế, cứ tưởng nó mít vào à. Hóa ra là mít vào trong nhà. Mày nhớ mày để ý không, bị nó bắn chết. Cố lên, cố lên, cố lên anh em ơi, cố lên. Cố lên nào, ta cố lên nào. Cho thêm quả bom khói, cho cơ quả bom mù. Thường thì mình đẩy mít thì mình hay ném bom mù hơn. Nó ném mình bom nổ thì mình chỉ mất máu thôi. Còn mình ném bom mù thì nó sẽ bị mù, nó sẽ không làm gì được. Mình với số máu ít ỏi mình có thể kê nhiễu được nó. Nên theo mình thì mình nếu mình đẩy thì thường ném bom mù hơn. Trong hầm có này, hầm có này, hầm có nhá. Ê, này, 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 ê, chạy đâu con sâu. Trời ơi, 13 em rồi, 13 em rồi, tỷ số đang là 3 đều. Và liệu rằng nó có bắn được hay không? Phá đi, phá đây, phá đi anh em ơi, phá. Bảo A cho nó nhanh. Ui dồi ôi, trong A hai thằng. Vừa nhảy qua phát thì mất, bay luôn cái mũ, bay luôn cái giáp đầu. Phá đi, phá đi, phá đi. Rồi, mày này giết đồng đội của anh này. Cái tội đấy tội không thể tha thứ được. Bom trên cao mít này, anh này ra đi bom đi. Ông SWAT ra đi bom đi cưng ơi. Anh đi thôi. Anh định được rồi. Rồi chạy vào A, chạy vào A, chạy vào A, chạy nhanh vào A nào. Đúng rồi, hay lắm, hay lắm, hay lắm. Cố gắng lên, chạy nhanh vào A. Cố lên, cố lên. Mình đang cầm khẩu súng vãi đái, hay còn gọi là vãi trưởng, là chả biết là có thắng được hay không. Ồ, con này bắn cũng rất là ngu người. Thường thì mọi người hay bắn, hay mang vào để bắn chơi thôi. Chứ còn mà bảo mà bắn neo rank thì chắc là khẩu này chắc là vỡ mồm mất. Thà bắn khẩu AK-47 default thì nó ngon hơn. Cái khẩu này được cái màu đẹp thôi, màu 4 mà, màu rất là đẹp, băng giá. Ơ, đi, lag này, ơ, đi không đi được. Tiêu nào, tiêu nào, tiêu nào. Con nào đẩy ra hầm không? Con nào ra đây không? Đúng, bình tĩnh thôi, sợ hẻm ma nó móc. Rồi, đồng đội mình ném mù luôn. Đồng đội mình vẫn đang ở nhà hai người. Ngay mít một người, trong hầm B cũng một người. Cố lên, cố lên, cố lên. Ấy, ngay trong hẻm ma có này, hẻm ma có nhá, hẻm ma có luôn đấy. Hẻm ma có đấy. Mày có đẩy lên không? Không đẩy lên ạ. Cho có mù này. Xem qua đi, xem qua trong này không? Không qua trong này nhở, tài nhở. Ôi giời ơi, chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu, trốn đâu cho thoát. Chắc là mù, xong rồi con lợn này núp luôn đấy. Con cứt rồi. Ăn cướp thần trưởng rồi, bom rơi lại còn 31, lại 31. Bom rơi này, giờ còn 1 phút mấy. Giờ bảo đi đồng vòng mà móc thì cũng hơi mất thời gian đấy. Có mấy trong A còn không? Hầm có, hầm chắc chắn nó có, chắc kiểu gì nó chả canh bom. Kiểu gì nó chả canh bom. Chỉ sợ là 3 thằng canh bom một chỗ thôi, chứ còn canh bom giải rác thì không sợ. Canh bom một chỗ gần nhau thì mình 33 viên đạn thì chắc là không đủ bắn được bao ông đâu. Nhưng mà headshot thì được. Còn bảo khẩu này bắn headshot thì khó lắm. Hầm có này, hầm có này, hầm có này. Headshot bao ông thì khó lắm. Vào này thì canh bom này. Úi dồi ôi, nhìn thấy. Vào đây. Chơi đùa này, chơi đùa. Vãi này, bảo đoán chuẩn không? Headshot luôn. Đấy, mọi người headshot, bị headshot tại là mình nó mới đau. Full medi, full medi, full medi. Cho quả bom này, mình sẽ đi từ mid vào hầm B vậy. Cho một thêm quả bom nữa này, mà có để đẩy mid được không? Mày có để mid được không? Không thấy gì thôi. Rồi, thấy chưa? Mày quá không full hầm B. Hầm có này, hầm có này, hầm có này. Hầm có, hầm có. Ý, hầm có này, ý. Ăn dính hai phát rồi, dính hai phát rồi. Còn 50 máu rồi.
Rồi, đồng đội mình chết tươi rồi. Lùi 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 lùi. Giờ chờ, chỉ chờ đồng đội với co bò thôi. Chứ mà mình lên thì mình không dám lên. Bởi vì nếu mà chết thì đây là trộm cuối cùng rồi mà. Cố gắng bắt người thật là chuẩn. Nếu chết bây giờ chắc là cũng vỡ mồm ấy. Và thua hết. Nói chung là trận này cũng gay cấn. Lúc đầu thì team mình yếu thế và bây giờ thì trời, lật ngược tình thế. Hay lắm, 42 rồi, cố lên em ơi. Cố lên, cố lên. Trong B có này, trong B có này. Trời ơi, mà chết chăm đồng đội mình rồi. Hồi sinh nhà nó này, hồi sinh nhà nó này. Và bom đi, bom đi. Mình sẽ canh đây thôi, canh đây được rồi. Mình từ dưới bắn đây là được rồi. Xong đây này, thấy nó vào bắn hờ. Bắn hờ thôi. Nào, mày mới nhảy xuống đây, tao móc mày chết luôn. Trời, đồng đội hay lắm. Cuộc của người hay lắm. Cho thêm quả bóng bù này, mua đi em yêu. Trời ơi, quá hay. Thấy chưa, lật kèo thành công. Ok, mình cũng dừng clip đây thôi. Mọi người đừng quên đăng ký theo dõi kênh, subscribe để cập nhật thêm nhiều clip hay hơn. Và cũng nhớ ủng hộ mình lên 100.000 subscribe nhá. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.